ông thầy này á, ông ngộ lắm, không có cho em lái đầu tiên, cho mấy người kia lái, lái xong cái đuổi mấy người kia về. Còn mình anh em với ông thầy đó, cái tự nhiên em chạy, cái để tay lên đùi em. Rồi. Em mỗi lần mà để lên đùi em là em lái xe lên lề. Rồi cái... nhưng mà cái câu chuyện anh nghĩa anh ghen là anh phải biết cái chuyện đó. Dạ, giống như là 2-3 ngày như vậy. Cái ngày mà thứ tư á, ông nói là ngày mai á, thầy sẽ không cho em lái mấy cái đường này nữa, mà thầy sẽ cho em lái xa hơn đi nữa. Đi tỉnh. Dạ, đi cái em về qua bữa sau em không dám đi học. Em chưa dám nói với ông xã em luôn, tại vì cái người đó là quen gì đó, ông xã em chỉ em đó. Em cứ nói thôi anh ơi, bữa nay em đau bụng quá, em không đi học đâu. Em làm đủ chiêu trò chưa? Cái nói sao bữa nay anh nhìn thấy em lão á. Là Nghĩa nói đó. Dạ, không? Ừ. Cái em mới nói ra luôn. Đó Nghĩa là sao? Cái ngày đầu tiên học á là quý sao là vỗ đầu, giống như kiểu gì lớn ổng lớn tuổi rồi mà, dụ gì mình nghĩ không có gì đâu. Rồi cái 2-3 ngày sau tôi thấy gì mà không có, thấy hơi khó chịu rồi. Tôi tính chuẩn bị chở đi rồi. Anh nói sao phải không? À, thôi đi, không học cái đâu. À, học gì đâu mà ông này ổng cứ vỗ đùi khó chịu muốn chết. Nó hả gì vậy? gì vỗ đùi gì? Ông nói tôi tức móc điện thoại chơi liền. Trả tiền lại liền, tức khắc trả tiền lại hết này nọ. À, không cần thiết. Không vậy là ghen vậy đúng rồi. Ghen đúng. Ghen vậy là đúng rồi. Lên máu tăng xong lên. Lên máu mà. Bị cao áp á. Thở lên luôn cả. Trời ơi, tôi gặp lại Cố Nhân. Xin chào chị nghệ sĩ nhân dân. Chào anh Quốc Thuận. Chào các em nam Trọng Nghĩa. Đó, hết hồn. Dạ công chúa chứ. Công chúa vợ Trọng Nghĩa. Nó nói là lâu dữ lắm rồi. Từ sau cái gì? Vợ cái lương rồng phượng anh hả? Cái tựa bây giờ lâu Thuận nhắc. Hồi đó là em đạo diễn, Nghĩa đóng em. Chị với anh Nghĩa là chung một cái tuồng gì mà tới bây giờ không có nhớ ra được. 20 năm hả Nghĩa? Mà hát Tên Tàu rồi hát Công Đình rồi đó. Ghê đúng. Ừ ghê. Rồi Hồng Vân là hồi xưa con mê kép hát. Tối đó nướng khoai lang lùi đó đi cho kép hát ăn. Ừ. Mà nướng khoai lang ở ngoài coi đẹp lắm, đen chín ngon lắm. Mà trong sống nhăn à. Thiết kế nướng. Ừ vậy đó hả? Rất là hân hạnh được tiếp chuyện cùng với một ông anh mình rất yêu quý, đó là nghệ sĩ Trọng Nghĩa. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận, chào tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Thanh Trang, hiện nay em 25 tuổi, đang kinh doanh online. Mời anh. Tôi thì tên là Võ Trọng Nghĩa, tôi đang cộng tác cho nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Yeah. Em đoán nha, hôm nay anh khoảng 45 không? 45, xem đúng rồi. Mà nó ngược lại. 51. Đúng vậy. Rồi rồi. Ừ. Đẻ quá anh Nghĩa ơi. Hai đứa tôi, đã nói hai đứa tôi xưng tên với nhau thì bạn đoán, bạn phải suy nghĩ chứ, bạn phải suy nghĩ chứ. Có nghĩa là ngoài mặt trẻ đúng không? Đó, Phật trẻ. Cũng trẻ luôn. Phật đâu đứng lên đi coi. Phật đó. Trẻ luôn, vợ trẻ luôn. Đó, bình thường ơi, nó bốn mấy nè, thấy nè, không? Bây giờ làm mụ không à, chứ không thể nào làm đào được nữa. Thôi. Đó tôi làm đào, tôi đóng chung với ổng đó. À, Nghĩa xin cảm ơn Hồng Vân và Quốc Thuận. Bây giờ quay trở lại câu chuyện tình yêu của hai người. Anh Nghĩa là một nghệ sĩ rất là nổi tiếng bên nghệ thuật cải lương. Thanh Trang có phải là do đi xem một vợ cải lương và dạ. Có phải là fan nữa? Nếu mà nói là fan thì em không phải là fan của chồng em. Ở dưới quê em thì tên Trọng Nghĩa thì được bà con cô bé khán giả rất là yêu mến luôn. Nhưng mà tại vì lúc đó em nhỏ quá, em có một cái người chị nuôi á, tên là Ái Hằng, thì chị đó cũng là nghệ sĩ luôn. Em đi xem chị đó hát, vô tình là tối đó chị đó hát chung với ông xã của em. Em thì em cũng mê cái lương lắm. Anh kép này thì cũng gọi là đẹp, ra sân khấu gọi là cũng bị là hơi sáng. Chị em hát thì xong rồi phải vô trong khán phòng ở trong á. Dạ. Thì em gặp anh này đúng không? Dạ, dạ là lúc em đi vô á thì ông xã em ngồi trang điểm kế bên chị em luôn. Ở đó anh. Tôi đảm bảo ông này không phải nghĩa. Cái vụ này là bây giờ mình cũng nói thiệt luôn là không bắt chuyện gì hết. Em cho anh xin số điện thoại đi. Liền luôn. Cái đó là trước tiên rồi ha. Số em hả? Số em hả? Rồi sau khi cho ảnh số điện thoại, ảnh có nhắn tin, ảnh có cưa cẩm gì không? Ảnh nói liền luôn à. Ngày mai anh có hát cái đó nếu em có rảnh lại chơi. Rồi em có coi không? Dạ có, mà em làm sao? Đúng không? Trong suốt một khoảng thời gian sau đó là anh Nghĩa có thường xuyên coi như là gặp gỡ em hoặc là có liên lạc có với liên em. Lạc với em, có chở em đi xem anh hát không? Dạ sau đó thì tụi em chỉ gặp có một lần là hẹn đi uống nước thôi chứ không có đi xem hát, tại vì em lên em ôn thi chỉ có một năm thôi là em về lại quê. Em nhưng mà nguyên hát. Một năm trời đó là gặp nhau được bao nhiêu lần? Có một lần. Một lần. Ôi. Một khi nào hai người mới bắt đầu quen nhau? Khoảng hai năm sau lận. Trong 2 năm đó thì giống như là hai vợ chồng vẫn có liên lạc bằng điện thoại, nói chuyện qua lại với nhau. Không có về Cần Thơ được rồi, tại vì không có ai gặp ai. Có khi đòi suốt chơi mà cũng không có chịu. Em không có cho. Rồi thì bây giờ em hỏi bà mẹ thưa coi, bây giờ em có một người lớn tuổi thương em vậy đó,
thì cha mẹ có đồng ý hay không. Là anh đã tỏ tình với Trang rồi đúng không? Chưa nộp tỏ tình gì hết trơn, nói vậy thôi. Người người ta có một cái đường hướng tấn công khác nhau ha. Xong cái có một lần nữa thì gần Tết đi chùa thì hỏi đi chùa làm chi vậy, thôi đi chùa cầu duyên. Mình thương người đó mà không biết người ta có thương mình không đó, nói bông quơ vậy đó. Nhưng mà có một ngày quyết định á, mình xin phép xuống dưới đặng giống như thăm ba mẹ thôi. Nhưng mà đi cũng đông lắm chứ không phải đi người. Phản ứng của ba mẹ lần đầu tiên gặp một nghệ sĩ Trọng Nghĩa tới nhà thì thì lúc đó ba mẹ em nói trời thiệt không con, hay là con giỡn gì? Thì em nói dạ con nói thiệt mà, thì bây giờ mẹ cứ ở nhà đi, nếu mà chừng nào người ta không có lại á thì mẹ nói con nói dốc. Rồi xuống rồi ba mẹ sau đó có hỏi gì em không? Không, ảnh ảnh xuống cái xong cái ảnh đi thẳng vô cái đề tài hỏi cuối em luôn. Tại xuống mới có hỏi thôi. Thì hai bác với cha đồng ý thì con về con dẫn người lớn xuống nói chuyện, tại vì mình lớn tuổi rồi mà con đã mới lớn mà mình nghệ sĩ nữa. Cũng nói thiệt thì nghệ sĩ thì cũng có người ưa, mà có người thì người ta cũng không phải thích lắm. Cho nên là mình có cái mặc cảm đó, mình sợ không biết có thích nghệ sĩ hay không, ví dụ vậy đó. Thì nói chuyện xong á thì ông già bà già nói câu gì, nó thôi bây giờ con cứ về đi rồi có gì để bác bàn với Trang lại, rồi có gì trả lời cho con biết. Anh nói chuyện thẳng với ba mẹ là anh xin hỏi cưới em không? Em bị mất hồn không? Dạ có, tại vì vô đầu anh nói với em là anh chỉ nói là xuống gặp ba mẹ hỏi thăm thôi, giống như đó, hỏi thăm thôi à. Em về tối đó em nhắn tin là em nói ủa anh nói anh xuống nhà em chơi thôi mà sao tự nhiên cái anh vô vấn đề luôn, anh chưa biết là em có đồng ý không mà. Cái em nói là phải đi trước chứ, đi chậm quá lỡ tao hốt là sao. Nhưng mà trong lòng em á là lúc đó em đã thương ảnh chưa? Thương thì cũng chưa có thương đâu chị. Nhưng mà nói lúc mà ông xuống ông nói chuyện với ba mẹ đó, ông có nói thông tình hết luôn hoàn cảnh của ông. Đó. Ủa cái chuyện đó là dĩ nhiên phải thật tình à? Ừ. Thì em cũng biết là từng hôn nhân đổ vỡ gì đó. Ví dụ như con có cái gì mình kể ra tiền trong ngân hàng có nhiều, có cái nhà hoặc chiếc xe gì đó. Thì mình nói vậy. Có nghĩa là hoàn cảnh mình sao nói ra hết. Nói y vậy. Rồi có gì gia đình con lúc trước có làm sao con cũng kể ra hết vậy. Rồi sau bao lâu thì ông bà mới trả lời cho Nghĩa biết là gia đình đồng ý cho hai đứa tìm hiểu. Từ lúc mà ngày mà nói chuyện đó cho tới mà ngày dẫn người lớn xuống đó là cũng tầm khoảng gần nửa năm đó. Hai người yêu nhau bao nhiêu lâu thì mới làm đám cưới? Xuống gia đình cho tới ngày đám cưới luôn á là khoảng 4 năm. Để cổ sợ cổ học cũng được nên anh chờ em đi. Vậy là Trang đã tốt nghiệp đại học rồi? Dạ em đã tốt nghiệp đại học luật kinh tế. Vậy đó mà bây giờ không có đi làm nhà nước hả? Dạ nhà bán hàng chơi em... vậy? Tại vì bây giờ nếu mà em đi làm á thì cái giờ giấc em nó sẽ bị gò bó, với lại em không có thể nào phụ ông xã em được hết trơn á. 3 năm mấy gần 4 năm đó là yêu nha. Anh vẫn đi hát, cô này vẫn đi học. Vậy thì có bao giờ mà cô Trang cổ được có một cái là cổ nói như thế này, cô nói cái gì thì cái gì, nhưng mà phải sau cái ngày đó thì chúng mình mới là tiến tới cái chuyện chứ còn cho nhiều nhau. Khi là mình đàn ông mà đúng không, mình sẽ có những cái gì đó là những cái lúc nữ không kiềm chế thì cổ cũng có nói vậy, thì mình vẫn tôn trọng là nói trời ông Nghĩa ông hiền quá thật sự á. Dạ thì em có nói rồi ông xã em cũng ok luôn. Cái mặt ông lúc đó chắc tội dữ lắm á. Dạ đúng không? Mặt tội dữ lắm đúng không? Dạ. Có vụ không? Có vụ mà đâu có vụ được em đâu. Thôi chị. Ủa em bộ em hay đi dụ người ta lắm hay sao? Chị mất người quá. Mắc cười quá. Tại vì chị nói là nhìn cái mặt ổng rồi quá. Chị nói thiệt đó. Em á nhiều khi chỉ bình thường thôi, nhiều khi ngồi chỉ cần nhìn thôi. Nhìn nó mắt thèm khác thôi, ví dụ vậy. Không cần nói ra miệng đúng không? Nắm cái tay cái làm bé kia nói liền thôi anh ơi. Khi nào đám cưới xong đúng không? Là bắt đầu rớt tâm lý. Ông này là ông cứ nghĩ là ai cũng ông cũng phải gạ phải dụ mắt hấp hiêm. Thì đó em phải hỏi coi có không có thì mình mừng cho mình bưng cho dạ. Má mình mừng cho Nghĩa đúng không? Rồi bây giờ cưới nhà được bao lâu rồi? Gần 2 năm rồi. Có bao nhiêu tật xấu lòi lao? Dạ tật xấu thì chỉ có là ghen nè. Ghen hay ghen, rất là hay ghen luôn. Với lại hơi được không có gọn gàng. Ghen là nói chung là từ lúc mà hai vợ chồng quen nhau cho tới lấy luôn thì có 3 câu chuyện để ghen, ghen chấn động luôn. Hồi lúc mà em học ở Cần Thơ á thì có một cái người bạn thân, mà người bạn thân đó là nam, thì bạn đó cũng mướn cái phòng trọ gần đối diện với em luôn. Thì thường là ban ngày á bạn đó ngoài đi học thôi là về là qua bên phòng em chơi, nấu ăn cho em. Rồi xong á cái nhầm khi tối chơi tới hả 8, 9 giờ, 9, 10 giờ chừng nào buồn ngủ mới đi về. Cái mỗi lần điện cái thấy bạn em bên đó cái bắt đầu xong tự nhiên cái tắt điện thoại luôn, không nói chuyện mấy ngày luôn. Cái lúc đó chắc em gọi cũng... FaceTime thấy hình đó. Dạ đúng rồi, gọi thấy hình đó. Ghen nhưng mà không nói, lúc đó em cũng không biết luôn. Cái em nói trời chắc ông này không lẽ người ta nói là thiệt, giống như nghệ sĩ là hay đào hoa này nọ. Cái nói không lẽ giờ ông gặp người mới sao ta. Rồi đến khi nào em mới biết là cái hành động đó là cái em thấy nó vô thường quá, em bước xuống em không hiểu chuyện gì xảy ra. Em điện
em điện mà không bắt máy, biết bao nhiêu cuộc luôn. Cái em mới nhắn tao một câu, ủa có gì thì nói, mắc mớ gì tự nhiên em nói chuyện điện thoại mà tắt ngang vậy, vô duyên mất lịch sự. Cái xong cái em nhắn tới, thấy em nhắn tin dữ lắm, điện thoại dữ lắm, cái mới điện thoại lại. Cái nói, ủa sao mỗi lần tôi điện em là tôi thấy cái thằng ở bên phòng em. Trời ơi, ban ngày qua chơi mà ban đêm cũng qua chơi là sao? Tôi không thích như vậy, mỗi lần mà tôi điện em mà tôi thấy nó qua vậy mà ở xuyên suốt vậy là tôi không thích. Thôi em, riêng chuyện này là anh nói là ghen là đúng. Dạ. Ghen là đúng luôn. Đúng rồi, chị cũng ghen đồng ý với em. Còn cái trận ghen nào dữ dội nữa không? À, trận ghen sau này là khi mà về hai vợ chồng rồi em đi học lái xe á. Có cái người thầy mà dạy em là cũng do ông xã em chỉ luôn, đưa lại đó học luôn. Thường là đi học á, là chiếc xe 4 chỗ á, thì một người lái là sẽ có 3-4 học sinh ở sau ngồi sau coi quan sát cái người đó. Tự nhiên cái ông thầy này á, ông ngộ lắm, không có cho em lái đầu tiên, cho mấy người kia lái xong cái đuổi mấy người kia về. Còn mình ơn em với ông thầy đó. Cái tự nhiên em chạy, cái để tay lên đùi em. Rồi. Em mỗi lần mà để lên đùi em là em lái xe lên lề. Rồi cái... nhưng mà cái câu chuyện anh nghĩ anh ghen là anh phải biết cái chuyện đó. Dạ, giống như là 2-3 ngày như vậy. Cái ngày mà thứ tư á, ông nói là ngày mai á, thầy sẽ không cho em lái mấy cái đường này nữa, mà thầy sẽ cho em lái xa hơn đi nữa. Tỉnh. Đi tỉnh. Dạ, tỉnh. Cái em về qua bữa sau em không dám đi học. Em chưa dám nói với ông xã em luôn, tại vì cái người đó là quen gì đó, ông xã em chỉ em đó. Em cứ nói thôi anh ơi, bữa nay em đau bụng quá, em không đi học đâu. Em làm đủ chiêu trò chưa? Cái em nói sao bữa nay anh nhìn thấy em lạ quá. Là Nghĩa nói đó. Dạ. Phải không? Ừ. Cái em mới nói ra luôn. Đó anh Nghĩa là sao? Cái ngày đầu tiên học á là quý sao là vỗ đầu, giống như kiểu gì lớn ổng lớn tuổi rồi mà, dụ giờ mình nghĩ không có gì đâu. Rồi cái 2-3 ngày sau tôi thấy gì mà không có, thấy hơi khó chịu rồi. Cái tôi tính chuẩn bị chở đi rồi. Anh nói sao biết không? À, thôi đi, không học nữa đâu. À, học gì đâu mà ông này ổng cứ vỗ đùi khó chịu muốn chết. Đó hả, cái gì vậy? gì vỗ đùi gì? Không nói tôi. Tức móc điện thoại chơi liền. Trả tiền lại liền, tức tắt trả tiền lại hết này nọ. Không cần thiết. Không, vậy là ghen vậy đúng rồi. Ghen đúng. Ghen vậy là đúng rồi. Lên máu tăng xong lên. Lên máu mà bị cao áp á. Thở lên luôn cả. Thật ra là câu chuyện này là anh Nghĩa anh ghen đúng. Đúng ra là phải chặn mặt nữa kìa. Nói chung là có xin lỗi và có xin gặp có để xin, mà nói chuyện hiểu lầm. Nhưng mà tôi nói thôi, không có hiểu lầm đâu. Không có hiểu lầm và cũng có những gì anh làm anh biết. Không cần gặp, tại vì cái tánh tôi nóng lắm. Thôi bây giờ bỏ qua cái ghen đi, tôi thấy ghen là ghen đúng rồi đó. Chứ không phải là ghen trật đâu. Trời ơi, ông còn cái tật xấu gì nữa tôi phải moi cho bằng được. Nhậu dữ lắm luôn. Cái đó tôi tin nha. Nhậu không xỉn á. Ngoài show xiết đi diễn nghe là lịch nhậu full luôn. Nhưng mà mỗi lần đi nhậu có dẫn em theo không? Dạ có, nhưng mà cái tính em thì nó hơi bị khác người lắm. Giống như là cái chỗ đó mà em không thích rồi, em không có cần dẫn em theo. Cho em ở nhà đi, em ở nhà mình nên em ngủ luôn cũng được đó. Nhưng mà ông xã có một cái ngộ là nếu mà em không đi là ông không đi à. Ừ, mai mốt đừng đi. Dạ, mà hơi làm khó em lắm chị. Giống như nhầm khi em nghĩ là em nhỏ, mà nhầm khi người lớn người ta mời chồng mình đi vậy mà mình không đi mình kỳ. Mà không cho đi nhậu cái là nói chuyện hơi bị lớn tiếng. Cái em nói ủa anh, em chỉ không cho đi nhậu thôi, sao anh nói chuyện lớn tiếng? Đâu có đâu, tại vì nói vậy thôi. Quỷ biển. Ông á là đã huyết áp rồi, ông còn đi nhậu được không? Nhậu thì cũng có một cái mức nào thôi chị. Nói chứ không phải là rất nhiều nghệ sĩ á, tham gia chương trình này nha, nhưng mà sau đó là ngưng nhậu nhiều. Đúng rồi. Rất nhiều người bỏ, chấp nhận luôn, anh em bạn bè giận cũng được nữa, nhưng mà thôi không nhậu. Hồi đó là 10, bây giờ cũng không có tới 4, 3. Rồi còn gì nữa nè? Hết rồi. Nói chung là không có được gọn gàng. Có làm biến không, công chuyện nhà không? Không có làm biến chị, nhưng mà được có một cái đi làm trước là chị phải đi theo sau giận. Đó là vậy là bừa bộn rồi. Bộ đó. Dạ. Đó. Không có làm biến, cái gì cũng làm được hết trơn, quét nhà, lau nhà, làm thay vợ hết luôn, đi chợ nấu cơm luôn. Nói chung là làm hết tất cả, nhưng mà đều có cái đi trước là em phải đi xa em dọn. Có nghĩa là cái em làm được hết nhưng phải có người dọn phụ. Dạ đúng rồi. Mê game đúng không? Không có mê game mà hay coi tin tức thời sự, coi ba cái gì không mà em không có. Coi ba gì? Cái thời sự đó là phải coi. Bỏ công việc ra là bắt đầu chụp cái điện thoại. Ông làm như ông hay không biết. Mà xã hỏi một cái câu này mà mình thấy mình cũng thấy nó cũng mắc cười mà không biết nói sao. Tối ngày coi đó có ra tiền không? Chờ, mong muốn ông thay đổi điều gì nói luôn đi. Dạ em mong muốn qua cái chương trình này thì em mong muốn ông xã em làm tập trung hơn nữa vô cái nghề của mình, tập trung hơn cho vợ, quan tâm vợ, giống như là để ý vợ chút xíu. Bây giờ tới ông đó. Cho chồng ông bức xúc gì ông nói hết đi ông Nghĩa. Hay cằn nhằn á đó. Đồng ý cái người vợ quá thương chồng, coi như mình muốn chồng thương tất quả gì đó phải nói ra những cái đó là cái đó hay, cái đó tốt cho ông gì hết trơn á. Nhưng mà có nhiều khi á mình nói chứ nhiều khi nó hơi nhiều á. Tôi nói bây giờ tôi nhiều khi tôi ngồi tôi lái xe cái chuyện đó bà nói rồi mình nghe ừ biết rồi.
Nói nữa. Cái trẻ chút xíu nói chuyện gì đã, cái hồi quay lại cái nữa cái hai lần. Tại vì em nói mà anh không có trả lời nên là em bước xuống em tưởng là anh chưa nghe em nói. Sao nữa. Nghe được nghe chứ. Thì anh nghe anh phải anh mới trả lời chứ. Chứ phải ngồi đó nghe rồi vậy. Nói gì có nghe không vậy? Trời đất ơi. Ngồi kế bên hai người kế bên gì mà họ nói có nghe không vậy? Trời ơi, sao cái gì vậy nghe. Rồi còn cái tầng 6 gì nữa không nè? Sao ngủ hay gác? Trời ơi. Gác, phải gác. Con nào gác được cổ. Gác cao luôn mà gác cao chứ gác thấp không chịu. Gác cao được. Lên như nè, tới tới đây nè. Mà ngực, cái ngực của mình là thở. Mà bác cái vậy đó, nó không phải được. Gác cao vậy đó. Trời ơi trời, chịu nổi không? Mà thôi chịu vợ, nhưng mà con cái bạn ngủ mê rồi đẩy xuống. Chứ thở không được. Ông vợ ông mong vợ ông thay đổi gì? Mà càng nhàn thì bớt lại. Giờ rồi hai người có tính muốn có baby không? Dạ em muốn. Chúc hai vợ chồng sẽ mãi mãi yêu thương nhau ha, hiểu nhau đó. Và đặc biệt là tháng 11 này bác sĩ báo tin vui à. Qua năm sau chuẩn bị tinh thần để chào đón một thành viên, một trọng nghĩa con, hoặc là thanh trang con, hoặc thanh trang con sẽ đến với gia đình hai vợ chồng này á, con trai cũng sẽ đẹp, bạn gái cũng sẽ đẹp đó. Dạ hai vợ chồng cảm ơn chị, cũng cảm ơn trọng nghĩa, cũng xin chúc gia chương trình và tất cả quý vị và tất cả anh em làm chương trình luôn là dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin cảm ơn nhé. Cảm ơn. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và toàn thể khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Kiều Hà Trang, năm nay em 29 tuổi, em đến từ thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa. Nghề nghiệp của em hiện tại là kế toán tại Vinpearl Nha Trang. Ôi ôi. Ồ vậy hả? Có nghĩa là mới từ Nha Trang vô đây luôn. Ừ. Dạ. Wow. Xin cảm ơn hai em nha. Rồi, mời em. Chào hai anh chị. Dạ, em tên là Lê Văn Hòa, nghề nghiệp hiện tại là kỹ sư công nghệ của nhà máy bia. Hòa năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em thì cũng bằng tuổi của vợ là 29 tuổi. 29 dạ. Dạ. Rồi bây giờ bắt đầu cho anh biết hai em lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu, và lần đầu tiên em gặp anh ấy em có ấn tượng gì về anh không? Dạ lần đầu tiên em gặp chồng của em bây giờ là tại một đám giỗ của nhà dì em, thì em là cháu của dì, còn anh là cháu của Dượng, thì giống như là cháu ông gặp cháu bà. Cháu ông gặp cháu bà, dạ. Đúng rồi. Thì trong suốt cái bữa ăn thì em cũng không để ý nhiều, nhưng mà sau khi ăn xong thì anh họ của em có mời hai đứa là thôi đi uống cà phê. Thì trong cái bữa cà phê đó thì mới ngồi nói chuyện với nhau và xin số điện thoại của nhau. Thì ấn tượng ban đầu của em và chồng của em là một người rất là nhẹ nhàng, vui tính, cởi mở. Đó là em bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó là em 24 tuổi. 24 tuổi. Dạ. Là 5 năm trước rồi. Dạ đúng rồi ạ. Wow. Còn em sao? Dạ, nói chung là tiếng của vợ em thì em biết từ lâu rồi, nhưng mà đó là lần đầu tiên mới gặp mặt. Thì, nhưng mà gặp mặt rồi thì thấy sao? Thì hồi đó vợ em cũng khá là mi nhon, cũng nhìn rất là dễ thương. Em có nghe bên gia đình của mình quảng cáo gì về ảnh không? Dạ có, tại vì dì em thì hay nói về anh chồng em. Tại vì hồi đó là bọn em là cùng học một khóa, dì có hay nói ví dụ như thi chuyển cấp hoặc là thi đại học thì dì có hay nhắc đến là anh này học giỏi, ảnh là ảnh học đại học thành phố chứ không phải là học ở tại Nha Trang như em. Rồi là chồng giỏi đó đúng không? Chồng là một người giỏi, chắc là dạ. Cái đó cũng là một cái ấn tượng đối với em đúng không? Dạ. Sau đó em có chủ động coi như nhắn tin hay là gọi điện thoại gì cho cô gái này không? Nói đúng dạ. Là cua đó em. Do ấn tượng đầu tiên là khá là mạnh mẽ cho nên em chủ động tấn công vợ em luôn. Bằng cách nào? Dạ thì có số điện thoại rồi, ngày hôm sau là tụi em rủ đi uống cà phê. Dạ thì tiếp sau đó nữa thì em có rủ vợ em tham gia một câu lạc bộ tiếng Anh. Dạ đi học như vậy là chắc có rất là nhiều thời gian để tiếp cận với nhau đúng không? Dạ. Và càng ngày cái tình cảm nó càng khăng khít với nhau đúng không em? Dạ. Mà dạ. Vấn đề là học chung rồi có lo học không? Dạ học một tuần xong bỏ học luôn. Thấy chưa? Tôi rành quá. Mới có động từ tôi quơ là nghỉ học không rồi đúng không? Yêu đương nó ngộ lắm, nó cứ thất thỏm rồi trái tim rồi đập rộn ràng lạc nhịp rồi không có vô được một cái tiếng nước ngoài nữa. Rồi lần đầu tiên em tỏ tình với cô bạn gái này là ở trong lớp học hay là ở đâu? Thì thành phố biển mà, cho nên vợ chồng em là hay đi ra biển. Tỏ đi tình ở biển. Dạ. Dạ. Sao ảnh lãng mạn? Dạ ngày hôm đó thì anh cũng có hẹn em là tối nay mình ra bờ biển để mà đi dạo nói chuyện. Thì em cũng không ngờ là anh đã chuẩn bị một cái bánh kem, và ở trên đó thì có ghi là kỷ niệm một tháng quen nhau. Thì anh cũng dắt em ra biển, đặt bánh kem xuống thì anh có nói là ngày hôm nay là tròn một tháng mình quen nhau, thì em đồng ý làm bạn gái anh nhé. Wow. Rồi sao nữa? Dạ thì lúc đó thì em cũng đồng ý.
Rồi có lén hung tay, hung chân, hung má gì không? Dạ lúc đó thì chỉ nắm tay thôi à. Nắm tay rồi không có tận dụng thơm một cái. Thường á là người ta mỗi lần mà tỏ tình kiểu đó là nắm tay nè, nhìn xoáy vào mắt nhau nè. Và có thể nếu mà đứa nào mà nhát á là sẽ là hung má thôi. Đúng đó. Cái buổi đó là không có hung. Chứ cái nụ hôn đầu tiên là cách cái ngày hôm đó là bao xa? Dạ chắc cũng khoảng một tháng sau. Đúng một tháng sau luôn hả? Dạ thì cũng là hai vợ chồng đi chơi biển với nhau. Lúc đầu thì đi dạo dọc bờ biển. Bình thường thì anh lại kéo tay em lại. Thì em cũng hơi giật mình. Nhưng mà lúc sau thì anh chủ động anh hôn em. Sao hả? Cái nụ hôn đó chuẩn bị từ bao lâu? 2 tháng luôn. Coi như là ém lại trong 2 tháng luôn đúng không? Thì mình cũng phải đi từng bước một. Cầm tay trước khi mà thấy đối phương không phản ứng gì là mình mới tiến tới hôn. Nhưng mà cái cảm nhận của cái nụ hôn đầu tiên mặn mà nữa. Hôn ở trên biển mà phải mặn mòi. Coi như khi đó là không còn nghe được tiếng sóng biển luôn. Còn em thì sao? Em thì em cảm thấy có một chút sao xuyến. Thì cũng phê. Rồi như vậy là tình yêu chấm nở đó, chấm nở rồi. Nhau rồi. Dạ. Rồi có thường xuyên có những chuyến đi chơi xa để tận hưởng không? Dạ thật ra thì cả gia đình em và gia đình chồng em đều là người Nha Trang, đều là có nhà ở Nha Trang. Mà mẹ em thì rất là hạn chế cái việc mà đi chơi xa. Lúc mà tròn một năm kỷ niệm ngày gặp nhau thì bọn em là có một cái cơ hội là được đi Vũng Tàu chung. Em thì là đi thăm ba em ở Vũng Tàu, tại vì ba em chuyển công tác ở Vũng Tàu. Còn chồng em thì là đi ở đám cưới một ông anh họ. Thì là cùng có một cơ hội là đều đi Vũng Tàu với nhau. Rồi là cơ hội trời cho. Rồi em kể tiếp đi. Sáng hôm đó coi như tụi em cũng đi xe từ buổi tối, xong rồi sáng hôm sau là tới phòng. Hồi đó là ba vợ em mới làm ở đây cho nên có phòng trọ thôi. Thì mới giao chìa khóa cho hai đứa thì tranh thủ. Thì ta giao chìa khóa phòng trọ còn hỏi rồi sao nữa. Ê, có nghĩa là tranh thủ lúc ba đi làm là sáng là dạ, của hai đứa đúng không? Tại vì á bình thường là ba em là 7 giờ mới đi làm, mà sao ngày hôm đó không biết làm sao thì lại gọi điện thoại cho hai đứa kêu là sáng nay ba có việc gấp, 4 giờ là đã phải đi làm rồi, nên là thôi đưa chìa khóa cho hai đứa thì hai đứa cứ vô nhà rồi ngủ thêm, rồi sáng ngày hôm sau đi, sáng là còn đi chơi. Thì vừa mới bước vào phòng một cái thì anh này cái em tranh thủ với tranh thủ, tại vì chắc là anh cũng biết là tối là sẽ ngủ chung với ba rồi nên là không biết là tranh thủ em ơi. Thì sau khi xong xuôi hết rồi thì em lại kiểm tra điện thoại thì thấy có 2 cuộc gọi nhỡ, sợ quá mở lên coi thì thấy ba gọi. Em mới gọi điện thoại lại, ba gọi con có chuyện gì không? Ba kêu chứ nãy giờ sao tao gọi điện thoại cho mày không bắt máy. Thì em mới nói dạ con đánh răng nên đâu có dám nói gì đâu. Dạ sau đó 2 tháng thì mẹ em có gọi điện thoại cho ba, mẹ mà nói là anh ơi về chuẩn bị tổ chức đám cưới. Thì ba em mới nói là cái sáng hôm đó đúng không? Là biết lý do luôn rồi, ba biết luôn rồi đó. Lỗi tại tôi mọi đàn á, lỗi tại ba đó. Phải đâu, nhiều khi ba tạo điều kiện đó. Nhưng mà sau cái đêm đó là cách nhau 1 tháng 2 tháng là bác sĩ bảo cưới đúng không? Đó, ban đầu dự định là vợ chồng em cuối năm khoảng tháng 11 mới cưới, nhưng mà do có tin vui đó cho nên là lại đẩy cái kế hoạch lên sớm hơn. Và sau khi đám cưới thì là hai em là ở đâu? Dạ. Ở bên chồng hay bên vợ? Dạ sau khi đám cưới xong thì em ở nhà chồng ạ. Cuộc sống nó có thuận thảo không? Thuận hòa không? Dạ thì thời gian đầu thì do khác biệt về suy nghĩ, về cách sống, rồi về cách cư xử. Tại vì em còn nhỏ, chuyển từ một cái môi trường khác nên là chưa có nhập gia tùy tục được. Nên là nó sẽ có không thể thoát khỏi những cái tranh cãi, những cái mâu thuẫn trong cuộc sống. Trong khoảng 2 năm ở chung thì bọn em bắt đầu chuyển ra ở riêng. Nhưng mà em mâu thuẫn là mâu thuẫn với mẹ hay với ba hay với chị hay với cô hay với gì? Dạ thực tế thì là anh chồng em không có ở chung với ba mẹ chồng mà ở chung với cô chồng. Em và cô lại không có hợp nhau. Dạ đúng rồi ạ. Rồi lúc đó em sao? Em rối dữ lắm đúng không? Dạ. Nói chung là mình đứng kẹp giữa hai người, nó không biết chọn, không biết xử lý sao á. Nói chung khi đó thì mình chỉ biết chạy ra ngoài thôi. Lúc đó thì không quyết định được. Thì chạy ra ngoài suy nghĩ thì mới quyết định là thôi thì đang nếu vậy vì hai vợ chồng mình xin ra ở riêng. Dạ. Vậy thì ra ở riêng trong lúc đó là hai vợ chồng và thêm đứa con. Dạ. Đúng không? Thì chắc chắn rằng là ra riêng tự lập là có vô vàn những khó khăn. Vừa khó khăn mà vừa nghĩa là vỡ hòa về nhau luôn đúng không? Đúng không? Bắt đầu cá tính bắt đầu mới xuất hiện. Dạ. Thì sau khi mà ra ở riêng á, tất nhiên là nó sẽ có xuất hiện những cái tật xấu, nhưng mà đồng thời á thì em cũng nhận ra rằng là nhờ có cái khoảng thời gian khó khăn trước đây mà khi mà mình ra được ở riêng rồi á thì em cảm giác là chồng em mang tính chất là tự lập hơn, giúp đỡ phụ việc cho vợ hoặc là chăm con. Thì những cái đó thì em cảm thấy nó là một cái điều rất là đáng quý. Nhưng mà đồng thời thì loài ra một số tính xấu. Ví dụ đúng rồi ạ. Anh rất là nghiện điện thoại,
cực kỳ nghiện điện thoại. Một ngày có 24 giờ thì anh có thể là cầm điện thoại đến 15 tiếng. Bấm game hay là vô Facebook? Dạ cả hai. Có những khi mà đang nằm ngủ thì anh bật dậy, anh cũng cầm cái điện thoại lên, anh lướt cái xong rồi lại đi ngủ tiếp. Có chơi với con không? Dạ chơi với con thì chơi, nhưng mà ví dụ như con chạy lăng quăng thì ba cũng lại cầm cái điện thoại lên ba coi tiếp. Rồi nè, chồng em làm ở hãng bia. Dạ đúng. Vậy rồi, chồng em có mê bia không? Dạ anh rất là ghiền nhậu, cực kỳ ghiền nhậu luôn, nên là cái ghiền bia hay ghiền rượu? Dạ ghiền bia, tại vì anh làm nhà máy bia. Cái đô của chồng em là nhiêu? Dạ chắc khoảng từ 12 đến 15 chai. Ít dữ. Dữ à. Do công việc á, có mình được tăng cái khả năng lên, từ từ lên. Còn tật xấu gì không ạ? Ảnh ở dơ với lại lôi thôi luộm thuộm. Ví dụ như đi làm về cái đôi tóc đó, anh có thể anh vứt đó 3 ngày, 5 ngày. Em thì em cố tình em để đó luôn để cho anh tự xử. Nhưng mà không, anh không làm. Rốt cuộc em vẫn phải làm. Dạ. Rồi một cái tật xấu cuối cùng là ảnh tật xấu là về ngủ. Như người ta thì người ta hay ngáy, nhưng mà ảnh thì ảnh cứ rên rên trong cái cúng họng lắm. Rên dạ, cứ rên, tức là có nhiều người ngủ ngáy khác nha, mà ngủ rên là khác nữa, rồi còn nghiến răng là khác nữa, mỗi người mỗi tập. Dạ. Anh cứ trong cái cúng họng á, rồi cảm giác rất khó chịu. Em ghi âm lại á cho anh nghe. Dạ không, nhiều khi em bực quá em vã một phát cây miệng, phải là anh tỉnh vậy đào luôn mất hồn, tỉnh mộng luôn anh. Rồi có thường xuyên tập thể dục thể thao gì không? Ảnh làm biến tập thể dục lắm, nên là ảnh tăng, từ khi anh lấy em ảnh tăng 20kg. Mỗi lần cứ kêu là anh đi tập gym đây, nhưng mà chờ miết không thấy. Rồi bây giờ tới em đó Hòa, vợ em có tật xấu gì không? Tật xấu của vợ em thì ví dụ là lúc em đang trên đường đi làm, chưa kiểm tra điện thoại, cái lúc vừa lên nhà máy mở điện thoại ra thấy một list danh sách những việc vợ yêu cầu chồng làm sau khi đi làm về. Ví dụ như cái công việc nào? Dạ ví dụ như là đi chợ chẳng hạn, như vợ em kêu mua 7.000 bún chẳng hạn, nhưng mà em mua, thường thì em hay mua nhiều hơn một xíu, tại vì cái bụng em cũng hơi lớn, em mua 10.000 cái. Về vợ em nhìn vô quá là biết liền, sau dặn có 7.000 sau em là càng nhằn đó, càng nhằn liền đúng không? Rồi dọn dẹp nhà cửa thì tính em cũng hay bừa bộn, cho nên cứ khi nào đi ra là vợ có nhắn là phải. Thì đó, nhưng mà chị hỏi nè, em viết như vậy nhưng mà chồng em có bao giờ làm hết cái danh sách mà em yêu cầu không? Dạ chị hay là được 70-80% thôi. Rồi vậy là hay lắm rồi. Một cái list bữa lớn mà làm 70-80 là quá hay rồi. Dạ. Chứ còn có những người á, viết em viết kệ em, ông không làm kệ ông. Dạ nhiều khi trả lời là quên. Quên đọc. Rồi còn gì nữa nè, tật xấu gì nữa không? Tật xấu nữa là hay móc ruột em. À móc ruột ví của em. À tại vì tính của em là bao nhiêu tiền trong ví là em hay gấp lộn xộn lại không để ý, nhưng mà đến khi mở ví ra mà thấy nó ngăn nắp từng tờ một là biết ngay có người móc ruột. Là có người móc ruột, rút nhưng, ruột đúng không? Nhưng mà có rút không? Dạ có, chắc có chứ. Công lao người ta sắp xếp gọn gàng, tiền nào ra tiền đó. Cho nên em không thích cái ví của em được gọn gàng, cứ thích nó lộn xộn tí, nhưng mà an toàn, nó an toàn hơn. Là có gì nữa nè? Dạ lúc ngủ thì em thì thích ngủ một cách nhẹ nhàng, nhưng mà vợ em thì hay gác rồi ôm, mà những cái đó thì em lại không thích. Là em hay thường hất ra. Dạ còn một cái tật nữa là vợ em hay la mắng chồng con quá. Mà la mắng có khách không? Hay là không có khách nhưng mà la mắng kín mới nguy hiểm anh. Ví dụ như vợ em hay la em về cái gì nhất? Chắc thì là cái đôi giới ông để vậy phải không? Dạ, đúng rồi. Sao ông quăng tùm lum vậy nè? Đúng không? Dạ cũng cờ đó. Sao cầm điện thoại hoài vậy? Sao ông cầm tay tôi? Nhiều lần còn bắt con cầm điện thoại của ba quăng vào xô nước. Trời ơi. Rồi bây giờ Hòa muốn vợ mình thay đổi điều gì? Dạ vợ em thay đổi đó. Thứ nhất là bớt la mắng chồng con đi. Thì bây giờ ở gọn gàng xíu đi, người ta không la đúng không? Buông điện thoại rồi ra. Bớt nghiền điện thoại đi thì người ta không la đúng không? Bây giờ em mong muốn Hòa thay đổi điều gì? Dạ thì em mong muốn ảnh là bớt cầm điện thoại lại, tại vì con nó cũng lớn rồi, mình cũng cần phải dạy nó học, thì trong thời gian dạy nó học thì không thể nào mà vừa cầm điện thoại nó không nghe. Rồi ảnh bớt nhậu lại, mặc dù là ảnh có sức khỏe thật nhưng mà về lâu về dài thì nó không có tốt. Hiện tại thì em thấy là cuộc sống của bọn em bây giờ thì ảnh đã rất là chu toàn rồi, mong anh rồi cứ phát huy thêm. Thực ra bây giờ người ta làm hãng bia cho nên người ta cũng không thể nào người ta không nhậu được. Nhưng mà em chỉ nói nghe nè, nếu mà bia mà mình đúng uống mà đúng liều lượng là rất tốt luôn á, nhưng mà uống quá thì là cái gì cũng vậy đó, cái gì quá đều là không tốt hết trơn á. Cảm ơn hai vợ chồng em là từ Khánh Hòa vào đây tham gia Vợ Chồng Son. Rồi bây giờ mời hai vợ chồng đến một phần rất là hấp dẫn nghe, bốc thăm may mắn đó. Mời hai em đến với phần hấp dẫn này. Em Trần Ngọc Quốc Bình, xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận với tất cả khán giả. Bao nhiêu tuổi? Em 31 tuổi. 31. Em đang công việc em làm gì?
Em đang kinh doanh buôn bán bánh ở nhà với vợ. Bán bánh hả? Dạ. Rồi, mời em. Dạ, em tên là Thanh Tâm, năm nay em 27 tuổi. Em bán bánh online. Nhưng mà trước khi mà em lấy ảnh thì em công việc em là gì? Dạ, em là nhân viên bán hàng ở Vincom. Và bây giờ về nhà như phụ ảnh bán bánh. Dạ không, em với ảnh là hồi đó em đi xe bus đi làm thì gặp ảnh. Ảnh bán vé xe bus. Chuyện dạ. Tình yêu của các bạn chắc chắn là sẽ bắt đầu từ chuyến xe bus. Dạ. Đúng không? Như thế nào, kể chi tiết cho nghe. 9 năm về trước là em gặp bà xã em đi xe buýt. Thì cái đập vô mắt em đầu tiên á là rất là dễ thương. Cực kỳ dễ thương, hồn nhiên lắm anh. Các em lấy hết can đảm mời bà xã em lên ghế đầu ngồi. Ghế đặc biệt ngồi. Thì mình cũng như kia ra lăng rồi nói chuyện rồi này nọ rồi với cổ. Thì em có thể kể được. Dạ. Dạ chắc tại anh rung. Anh rung quá đúng không? Cho dạ, nhà dạ. Bóng tay nào. Dạ, tại vì hai vợ chồng em á đi rồi gặp nhiều lần trong vòng 2 tháng đó rồi. Em đi làm tối về cái ảnh cũng mua sữa, mua nước, bánh trái cho em ăn. Ảnh nói là em ốm quá đi. Xong cái cũng thấy ảnh cũng ga lăng rồi mình con gái mình cũng thích. Rồi sau thời gian đó em cũng biết ảnh là có bạn gái. Xong cái em mới thấy vậy nên cũng hơi hụt lùi. Thời gian đó là mẹ nói thôi nhà mình có xe máy rồi mẹ tập cho con đi. Rồi em đi xe máy luôn rồi mất liên lạc. Mất số liên lạc luôn. Mất liên lạc luôn. Mất, dạ. Mất bao nhiêu lâu thì mới nối lại được? Ba năm. Dạ. Có nghĩa là gặp nhau cách đây 9 năm. 9. Rồi mấy tháng trời là 2 tháng hả? Hay đi xe buýt chung với nhau? Dạ đi xe buýt trong vòng 2 tháng. Mà là mất liên lạc nhau 3 năm? Dạ. Cơ duyên nào mà tụi em gặp lại? Dạ. Tái ngộ đó. Dạ, 3 năm sau á là chồng em á là ảnh không còn làm bên xe buýt nữa, là ảnh mới chuyển sang làm mấy cái quảng cáo bên Passion. Rồi ảnh mới gặp em. Gặp lại cái em, ủa sao anh này quen quá. Cái mới quay đầu lại mới, ủa anh Bình phải không? Cái nó anh Bình. Cái xong hai đứa bắt chuyện nói thì xong cái xin số điện thoại. Rồi hai đứa đi chơi lại mới gặp nhau lại. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà 3 năm trước đó là em có bạn gái rồi, cho nên là em không có muốn chủ động coi như là tìm cô này nữa hay sao? Cái lúc mà em gặp lại bà xã em á là lúc đó em vẫn còn quen người kia. Thì đó. Dạ. Xong rồi nhưng mà cũng giống như là mình gặp lại là tự nhiên tiếng xét á tình hay làm sao á. Thôi. Tại vì đẹp hơn lúc 3 năm trước đó. Chắc có thể là vậy. Cái xong rồi bồ của em lúc đó thì có đi về Hà Nội một tuần. Thì trong một tuần đó thì cũng coi như là bạn bè, cũng đi chơi rồi ăn uống cũng qua lại thôi, nói chuyện như bạn bè thôi. Nhưng mà khi mà người ấy vô á thì em mới nhận ra là em yêu bà xã. Em làm theo con tim mình. Chị hiểu rồi, nhưng mà ý chị chỉ muốn hỏi em thôi là em bắt hai tay trong thời gian bao lâu thì em mới xác định là em yêu bà xã em hơn? 7 ngày hả? 7 ngày đợi mong thôi hả? À, em biết không? Dạ, em có nói thôi bây giờ anh có bạn gái rồi, thôi bây giờ mình giống như coi như bạn đi. Cái xong ảnh mới nói á, bây giờ ảnh với bạn gái đó không còn quen nữa. Mà em cũng nghĩ là nếu mà ảnh không còn quen nữa thì thôi mình cũng mở lòng. Tại vì á, em nghĩ cái đó là cái duyên á. Tại vì mất hết liên lạc trong vòng 3 năm trời mà đông người như vậy mà vẫn có thể gặp lại được chồng mình. Thôi bây giờ coi như 3 năm trước bỏ đi, bắt đầu dạ. Tính từ thời điểm 3 năm sau gặp lại. Dạ. Gặp lại. Cho tới bây giờ là 6 năm. Dạ. Đúng không nè? Đó dạ. Yêu tình yêu suôn sẻ không? Hay là gặp gần sóng gió? Dạ có, là cái vấn đề gần cưới á. Là anh thì muốn đám cưới là gộp chung, tại vì anh thì không có bạn bè nhiều. Rồi nên hả, ảnh muốn gộp chung với nhau. Rồi cái em thì ba mẹ bên em thì muốn đãi riêng. Mà một người thì ở quận 6, một người ở quận Gò Vấp nên rất là xa. Nếu mà khách đi như vậy người ta không có đi được. Rồi nên hai bên cự với nhau thôi, là em giữa em với chồng em thôi. Gây quá trời luôn. Rồi xong cái em nói thôi nếu mà vậy không được thì thôi khỏi cưới. Cái anh cũng không có chịu nhắn tin cho em luôn, cũng im luôn một thời gian á. Cái cũng hẹn nhau ra ngoài gặp nói chuyện đi. Rồi gặp nói chuyện rồi nói vì cái chuyện mà hai bên gia đình vậy mà mình không có đến được với nhau vậy đâu có được. Anh Bình anh mới nói thôi giờ nếu mà theo vậy em muốn theo ý em thì làm theo ý em đi. Là rốt cuộc cũng anh cũng đồng ý là đãi riêng. Thì thôi là cũng vui vẻ rồi.
dạ, hết hồn à. Giờ, sức mướt của tưởng là không không được nữa. Như em kể mà nó mắt lóng lánh là cái giọng nói đó tôi sợ nó có cái gì đó. Nó khúc mắt nó xảy ra nữa nhưng mà cuối cùng thôi. Thôi vui quá rồi, quá rồi. Không bao giờ kể cái chuyện. Bây giờ mình lấy nhau được bao lâu em? 3 năm. 3 năm thì có tật xấu. Bình kể đi, cho Bình kể đi, nãy giờ Bình cứ thổn thức muốn nói một điều gì đó. Tật xấu của bà xã em á là quá yêu nghề. Có nhiều khi mà em tưởng là bây giờ là cái ổ bánh là bà là ông xã không? Là có nhiều lúc mà không có đơn đặt hàng gì á, bà cũng lòi bánh ra làm những cái bánh mới làm riết. Em yêu nghề quá. Em tự học, em tự sáng tác luôn đúng không? Dạ, giống như em cũng lên mạng em coi thêm rồi em nói là mình bán online thì mình phải tìm cái mới chứ mình đúng. Tối ngày mình bán một món vậy hoài người ta cũng ngán. Rồi cái nhiều khi không có đơn đặt em cũng làm, cái anh nói chứ không biết bà ghiền tôi hay ghiền bánh. Cứ như thời gian mà rảnh á thì mình nghỉ ngơi đi. Có khi nào mà hai vợ chồng vì cái chuyện đó mà cãi vã nhau không? Dạ có. Cũng có. Thường bên nào mình bắt đầu cuộc khẩu chiến? Dạ. Em bực đúng không? Dạ thường là em sẽ người đi rước con về. Rồi xong rồi mình lo con này nọ xong hai người chồng cũng xích mích nhau giống như là con rồi bỏ không có ai coi hết. Có nghĩa là bây giờ ghiền bánh hơn ghiền chồng mà còn tật xấu gì nữa không? Có cái chơi hơi lố. Không chịu có nghĩa tâm. Là em thì là sợ đường mà bà chơi á bỏ quăng đường vô người em. Đường gì? Đường cát đúng không? Đường đúng rồi, đường cát. Quăng là bánh đó cơ. Quăng vậy hả? Bà thử coi em có sợ đường không, mà từ nhỏ đến lớn rất là sợ đường. Đó bà chơi một cái luôn. Coi như lúc đó là cơm em bị dập hết rồi nó. Dạ không. Đứt, đúng không? Em chỉ cần lấy đường cát chét vô người anh là trời ảnh ổng nóng tính mà đến nỗi mà giống như hai con người á. Em có bất ngờ về cái điều đó không? Dạ em hết hồn, rất là bất ngờ luôn. Tại vì á ảnh hồi đó cũng nói là tôi sợ đường. Nhưng mà em không nghĩ là sợ đường. Sợ là... đến cái mức như vậy. Trời dạ, bị quăng chuột quăng dán vô người á phải không? Đời nó khổ vậy đó. Ghét cô nào trời cho cô đó, ghét đường bởi vì lấy bà vợ làm bánh. Hay quá à. Mà tức là bây giờ em có biết lý do vì sao mà em sợ đường vậy không? Giống như là mình sợ nó rít rít. À, rít là mình sợ cái đó. Cơ thể em giống như bị dị ứng với đường hay sao là nổi đỏ hết người luôn. Sợ. Ồ ngộ quá. Rồi trong khi mà chị không có ngọt là chị chịu không nổi. Tôi cũng vậy đó. Trời đất ơi. Một ngày mà không có đường vô người là chịu không nổi. Thấy không? Luôn á. Trời ơi. Rồi chị hỏi nhỏ xíu. Vợ em á mà làm bánh xong á rồi không chịu tắm rồi đi ngủ luôn. Rồi đêm mà nó khều móc em dám không? Dạ không. Không luôn. Vậy luôn á hả? Tức là sợ tới mức như vậy luôn á hả? Trong lúc tình cảm cao trào lên mà người dính được thì sao? Vậy là giờ em phải vô đi tắm. Đang quen á, là thời điểm đó em còn đang học làm bánh. Mà hả, ảnh lúc đó là hẹn đi uống nước, uống cà phê. Cái ảnh cũng hôn mình, hôn tóc, hôn mặt. Cái anh nói, trời cái người bà hơn mùi bột quá. Mà giờ sao ảnh cưới em đã đợi, anh nói em mùi đường không anh sợ. Thì em có hay bị tụt mút về cái vấn đề đó không? Dạ cũng có mà ít lắm, mà thường ảnh không à, em không có thèm. Không có thèm. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Chắc hết. Chắc chưa? Chắc. Để tôi khui bên này nè đó. Dạ. Còn anh ấy như thế nào? Anh ấy thì nói chung là tốt lắm, nhưng mà chỉ có cái là mê game. Mê cực kỳ. Game đánh trận nữa hả? Dạ, ảnh có thể chơi 3-4 máy luôn á. Trời ơi. Có khi nào mà lo mê game quá mà quên đi cái bill của khách rồi hai vợ chồng cãi vã nhau? Dạ có. Nhiều khi hả, một mình em lo không có kệ sể mà cái gì em cũng khoái ôm vô người hết á. Còn ảnh nó giống như giờ em kêu anh ơi, anh làm đó đó đi, cái là ảnh làm đó đó đó. Có chừng xong thôi ảnh nói, em còn thiếu cái gì nữa không? Em còn cần anh giúp gì không? Là ảnh không có cái nhu cầu đó, là ảnh chỉ có là xong việc của ảnh là ảnh bấm chơi game thôi. Dạ, ảnh chỉ có cái tật xấu. Rồi giờ hỏi ngược Bình xíu nữa nè. Mỗi lần cãi vã nhau, ai là người kèo trên? Chắc giờ em là người kèo trên. Có cái nào quấy nóng tính của em? Quăng đồ ở khỏi nhà? Có, hồi đó thì ở bên nhà em thì có đòi đi về nhà vợ. Là còn bây giờ em qua nhà vợ là coi như là cổ hết vụ đó rồi. Là coi như đâu có đòi về nhà vợ dạ, được. Nhưng có nào đuổi em ra khỏi. Có khi nào đuổi em khỏi nhà không? Đuổi em về nhà chồng không? Có. Cái gì? Có kìa. Đâu kể chi tiết coi. Cũng mới đây gây lộn cái vụ chơi game hả?
cũng mình kinh doanh nha. Dạo này giống như là nó hơi chậm bill, cái em nói là bây giờ á suy nghĩ cho cái gì cho bán được đi chứ mà hả cứ vậy hoài à. Anh cứ từ từ, cái trong thời gian là không có bill là anh lại chơi game. Rồi cái mỗi lần thấy chồng chơi game là bực, mặc dù là không có việc khách cũng không có đặt bánh, đâu có cái gì để mà hấp tấp đâu. Mà mỗi lần thấy anh cầm game lên là khó chịu. Dạ khó chịu. Em không thích, không thích anh ấy chơi game. Dạ. Rồi đoạn bán chừng lại đó. Dạ. Thì vợ chồng chắc có lẽ là cãi vã nha. Dạ, chắc có đỉnh điểm đúng không? Đỉnh điểm là em với chồng em gây lộn. Nhiều khi em nói nặng quá, bản thân ảnh nói á, ảnh về đây là vì em, ảnh đâu phải không có nhà cửa đâu, mà nói chuyện kiểu giống như coi thường anh. Rồi cái thế là đùng 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 bỏ đi. Xong cái sau này mà huề rồi em nói trời, tôi đàn bạn gái hả, gây lộn á, bỏ về nhà vợ, còn ông trời, ông trai mà ông bỏ về nhà chồng. Bỏ về nhà chồng. Anh vậy rồi, đó. Rồi, có cái chuyện đó nhiều lần không Bình? Có cái vụ đó là em với vợ em giống như là hơi làm dố quá, là cũng chạy về. Giờ tôi chở bà về, tôi lấy giấy kết hôn, bà này cũng theo về luôn. Về tới nhà cái cũng leo lên lấy giấy kết hôn rồi về lại. Nhưng mà trong cái đoạn đường mà mình về á, hai người thủ thỉ rồi về tới nhà quẹo lại. Đủ để cho cái quẹo lại. Dạ. Cũng quề về nhà chồng. Em mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì? Dành thời gian cho con với chồng, với bớt lãng mạn. Bớt lãng mạn hả? Có nghĩa là em cũng hơi là cứng trong cái diện mà lãng mạn thì em cũng không có mấy. Cái bà coi được cái clip tình cảm mà người phụ nữ kêu người ông chàng cái tay á để họ cúi xuống thì em cũng đâu biết đâu, kêu nắm tay cái bà vừa cúi xuống thì em quả phản xạ của giống như cầu thủ đá banh á, người ta chụp lại thì em cũng chụp lại luôn, thế là khóc suốt mướt luôn. Nó em hết yêu em rồi. Lúc đó em cũng không hiểu gì nữa, thế là chụp ngay cái điện thoại coi lại cái clip đó mình mới hiểu ra là cái clip đó là clip cầu hôn. Cái clip đó làm sao đó em làm lại gì coi thử thôi chứ chị cũng chưa coi. Thì có cái clip nó kỳ vậy. Em coi chưa? Em coi chưa? Chưa. Mà... Thì bây giờ mình làm ở nhà đâu hay, làm ở đây nè, mới là hay nè. Làm lại cái lãng xẹt hay là cái thiệt? Cái thiệt. Cái lãng xẹt đó chứ, cái lãng xẹt á. Cái lãng xẹt nó kỳ lắm chị ơi. Đó, đâu đứng lên làm thử đi. Nó không sao đâu. Về tôi làm cho vợ tôi coi. Rồi, ông chui vô đi. Ủa? Vợ chui vô. Rồi bây giờ chúng ta làm lại cái lãng xẹt. Còn cái lãng xẹt thì sao? Cái lãng xẹt, bỏ lãng xẹt sao? Vui vô. Hiểu rồi. Phúc là cái đầu vô ở đây nè. Hiểu rồi, cái đầu hết hồn á. Bạn hết hồn á. Dạ hết hồn. Quá dễ thương. Mà từ bữa giờ tới giờ là có làm cái hành động này không? Dạ không, không hề. Mà hôm nay mới làm đúng không? Hôm nay mới làm đúng không? Đó, nay làm rồi. Và hy vọng là về nhà tối nay làm nữa. Mỗi ngày làm cái. Đó, vậy. Rồi, còn em mong muốn xã mình thay đổi điều gì? Dạ, thì ảnh trong cái thời gian mà làm việc á là em mong ảnh là giảm game lại. Giảm có... game đúng không? Dạ, giảm game là vậy thôi. Bây giờ chị nói nè, vợ chồng tụi em á, nó có một cái vấn đề như thế này. Hiện giờ chồng em đang ở nhà em. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì em cứ hình dung đi, nếu ngược lại em ở nhà chồng thì chắc chắn em cũng có những cái suy nghĩ, những cái mà lâu lâu mình sẽ cảm thấy mình bị đơn độc. Và mình rất muốn cái sự đồng cảm lan tỏa của vợ mình với mình hoặc ngược lại. Đúng không? Thì hiện giờ chồng em đang ở nhà em. Cho nên cái việc mà chồng em sẽ rất dễ bị gọi là tổn thương, rồi mặc cảm, rồi tự ái, rồi buồn, rồi chạnh lòng, nếu như cái người mà không quan tâm đến ảnh là em. Em hình dung không? Làm sao mình bắt ba mẹ vợ mình quan tâm tới mình được? Đúng không? Con thì còn nhỏ, con mấy tuổi? 2 tuổi. Đó, con mới có 2 tuổi thôi. Thì bây giờ cái người duy nhất mà để cân bằng cái trạng thái của ảnh là em thôi. Đúng không? Thì ảnh lại thốt ra cái câu là em mê bánh còn hơn mê ảnh nữa. Đúng không? Còn em á thì tại vì sao em đang sống ở nhà em, chứ em không có được cái cảm xúc đó. Tức là vì em đầy đủ quá. Tại vì từ trước giờ mình sống, cái nơi mình lớn lên nó là như vậy rồi. Và mình không thấy có cái sự thay đổi. Nhưng mà em phải cảm nhận được cái sự thay đổi hoàn cảnh sống của chồng em để em hiểu là em phải quan tâm đến chồng em nhiều hơn. Em luôn luôn là một cái nơi mà để cho chồng em cảm thấy là ờ, đây là nhà của mình, đây là cái tổ ấm của mình thực sự, đúng không nè? Chứ còn em cứ ôm cái bánh rồi em ôm cái hũ đường đó là chồng em đã sợ đường muốn chết rồi. Ôm cái hũ đường, ôm cái bánh rồi chồng biết làm gì giờ? Chơi game thôi. Chơi game để mà mình quên đi cái là hiện giờ mình đang đơn độc. Nó rõ ràng là như vậy. Mà đã dạy vợ lại
chị cảm nhận là như vậy nè. Chính vì em không hiểu được điều đó nên nhiều khi cái cách nói chuyện với chồng nó rất là vô tư. Rất là vô tư thì thành ra là chồng em sẽ cảm thấy chồng em bị tổn thương, thì chồng em lại có một cái phản ứng ngược lại thì em lại dễ bị tổn thương hay khóc nhè, đúng không? Dạ. Nhưng cái điều mà chị nói ở đây, cái người đầu dây mối nhợ phải là em. Bởi vì sao? Vì anh đang ở nhà em. Còn dạ, nếu ngược lại em ở nhà anh thì cái trách nhiệm đó là anh phải làm. Ừ. Dạ. Nhưng bây giờ trong quan hệ vợ chồng của tụi em bây giờ là em phải là người đầu dây mối nhợ chuyện đó. Dạ. Xóa tan đi tất cả những cái đơn độc. Đừng bao giờ để chồng mình cảm thấy là cô đơn ngay trong ngôi nhà của mình nha. Thì là em luôn luôn phải quan tâm để ý đến ảnh nha. Ôm ảnh nhiều hơn đi, đừng có ôm cái bánh nữa, đúng không? Rồi hai chồng ôm đứa con đi, coi như ba yeah, ba ngọn nến lung linh nè. Đó, đó dành thời gian ôm nhau nhiều một chút nha. Rồi xin cảm ơn các em. Đúng không em? Rồi chúng ta sẽ gặp lại. Em tên là Lê Hoàng Anh, năm nay 27 tuổi, mình đang làm kinh doanh bao bì giấy. Còn em? Dạ, em tên là Vũ Ngọc Vi, năm nay em 27 tuổi và nghề nghiệp hiện tại của em là giáo viên dạy kèm. Rồi Hoàng Anh với là vợ mình là quen nhau trong trường hợp nào? Thì hôm đó là đi sinh nhật của bạn em, bạn thân của em á. Thì chị của cô này mới đi làm chung với bạn của em. Thì tới đó dự sinh nhật. Thì vô tình thì nói chung là em cũng không có, chưa bắt đầu chưa có để ý gì. Sau này cô cái cô ra về, cô hát bài hát này kia xong cô tạm biệt á. Thì bắt đầu em đi để ý. Sau đó thì như thế nào? Sau đó em về em xin số điện thoại, xong rồi em liên lạc với cổ thì bắt đầu cô đâu có chịu đâu. Sau này khoảng một tháng sau á, cổ bắt đầu cô đồng ý đi đi chơi với em. Còn em thì cái ấn tượng đầu tiên của em về anh này? Nói thật sự em chẳng có ấn tượng gì lần đầu hết, chỉ có ấn tượng cái lần mà anh rủ em đi uống nước á, là em ấn tượng lúc đó thôi. Ủa đi uống nước anh làm gì mà ấn tượng? Trời, em nói anh chứ lúc đó anh mới 20 tuổi à, mà anh đi hả, mặc cái quần ống bón, xong rồi đã dậy mặc cái áo màu trắng rồi sáng tay tới đây nè. Xong rồi hả, hình thú từ lưu ấy, mới nói trời ơi, chắc cái ông này chắc không biết cái thể, không biết mặc đồ theo phong cách gì nữa, mà giống như hai cây tăm mà cắm củ hay là. Ủa lúc đó lại mớm lắm luôn không ạ? Dạ đúng rồi. Cái nhìn em mắc cười. Năm mấy ký à? Ấn tượng như vậy là ấn tượng nó đâu có đẹp đâu. Dạ đúng rồi. Tại vì lúc đó hả, em cũng đang chán, cũng chẳng quen, nhưng mà tại ông này em cứ nhắn tin hoài rồi rủ đi chơi thì thôi em đi thử nói chuyện cho vui. Rồi dạ, hai bạn là quen nhau, yêu nhau bao nhiêu lâu thì cưới? Dạ được khoảng 6-7 tháng sau là. 6-7 tháng sau nữa? Mọi thứ nó cứ nhanh nhanh thế nhỉ? Em chẳng biết lúc đó em nói trời, giờ 20 tuổi rồi hả, tin thì cũng chẳng tin, mà già thì cũng chẳng già, nó cứ lấp lửng sao. Cái em mới nói bây giờ nếu như mà được thì thôi mình kết hôn trước đi. Cưới luôn. Rồi hả, kinh tế khó khăn thì bề trên cho là mình sẽ có thôi. Cho nên rồi mấy tụi em kết hôn luôn. Rồi có hiểu hết về nhau chưa? Hiểu thì làm sao mình hiểu chứ, một người trong vòng một năm rồi chị. Ừ. Nhưng mà mình có cái cảm giác rằng là cái người đàn ông này nè, anh có thể anh che chở được cho mình. Tâm. Cho nên em nghĩ như vậy nên em lập gia đình. Rồi cưới xong là có con liền hay là kế hoạch? Có con liền quá. Ủa, là bao lâu? Đừng nói 6 tháng nữa nha. 2 tháng. Coi như cưới xong 2 tháng là có bầu luôn đó. Dạ. Trời đất ơi. Rồi tụi em nghĩ sao mà mọi thứ nó cứ nhanh liền vậy? Lúc đó nè, đúng không? Sự nghiệp chưa có, nhà cửa cũng chưa, rồi lấy nhau một cái là có bầu liền vậy đó. Rồi đẻ mấy đứa? Dạ giờ được 2 đứa. Bây giờ là 2 đứa. Vậy thì cái cuộc sống chắc chắn là sẽ gặp khó khăn, phức tạp, rồi nhiều cái để mà xung đột, đúng không? Tại thứ nhất là tụi em còn quá trẻ, 21 tuổi mà cưới nhau, đúng không? Rồi bây giờ còn không có cái thời gian nữa là tìm hiểu nhau. Rồi về là có em bé liền. Vậy thì có thường xuyên cãi vã nhau? Có chứ chị, như cơm bữa. Mà cãi về vấn đề gì? Nói chung đó nhiều lắm. Ví dụ như tị nạnh là ủa sao anh không làm chuyện này mà anh để cho tôi làm. Ví dụ vậy đó, ganh tị qua lại rồi cứ muốn người này làm phần này, người kia làm phần kia. Rồi năm ra cứ cãi vã lặt vặt vậy thôi chứ không có phải là một cái vấn đề gì hết. Chỉ có một lần là hồi lúc em bầu 5 tháng là anh còn làm được. Đến lúc mà 7 tháng là anh cũng thất nghiệp á. Xong cái lúc đó thì cũng gây lộn nhiều. Tại vì anh cũng chơi game á. À. Ngày nào cũng đọc vô tay, ổng nói trời ơi giờ này ha, bầu dậy rồi sắp sửa sanh em bé mà lỡ không có tiền rồi sao nuôi con. Lúc đó em cũng thất nghiệp luôn đúng không? Dạ đúng, tại lúc đó em có bầu. Anh hiểu cái cảm giác mà hai chồng ở nhà mà không có việc làm á, đi tới lui mà người ngồi chưa bấm game, chấm game nó rất là khó chịu, đúng không? Rồi sao, cãi nhau mà có đánh nhau? Dạ, có đánh nhau hoài vậy. Trời ơi, có đánh nhau hoài gì? Đánh sao? Ai thắng ai thua? Đánh thì đánh không nhẹ. Không có ai thắng hết. Hai chồng tay đôi vậy đó hả?
Không, lần đầu anh giống như anh tán nhẹ cái vậy thôi nè. Em nhịn lần thứ hai em nhịn đâu, cái lần thứ ba em bực quá rồi. Nó vừa phải thôi chứ đàn ông mà suốt ngày đánh phụ nữ, em bạch nhào vô chồng. À biết đâu em chả biết lúc đó hành động sao, cái từ đó tới giờ ông chẳng đánh em. Nhưng mà lúc đó là em đang mang bầu đúng không? Dạ không, sau khi sanh em bé xong anh. Ủa chị hỏi nè, rồi bây giờ hai đứa còn đánh lộn không? Dạ không, không chị. Dạ bắt đầu ngưng đánh lộn từ lúc nào? Hai năm nay. Hai năm nay, tại lúc vì đó con em mấy tuổi? Khoảng 3 tuổi. Lúc đó là con em 3 tuổi là hai đứa bắt đầu ngưng đánh lộn. Lý do gì mà con 3 tuổi ngưng đánh lộn? Con bé nó lanh, nó biết nói sớm với chị. Mỗi lần em với ổng tính nói nhau, nè con nói cho ba mẹ nghe nha, ba mẹ hả suốt ngày cứ cãi nhau hoài à, ba mẹ đừng có cãi nhau nữa đi, ba hả đàn ông thì phải thương phụ nữ chứ. Trời ơi, ba 3 tuổi đã ghê không? Có nói này không? Có không? Có em bé đi theo không? Dạ không, nó ở nhà. Có, đem xuống tôi hung một cái cho đã. Trời ơi, vậy đó hả? Nói, em nghe con em nói, em thấy sao? Dù có nóng nảy tự nhiên mình dịu xuống bình thường dịu đi. Dịu xuống liền mà mình mắc cỡ nữa chứ bộ. Nhưng mà bà có thừa cơ hội nhưng mà bà hiếp mình không? Dạ không, lúc đó hai chồng đứng im luôn. Đứng hình. Đứng hình. Trụ bộ đứng hình. Đứng nhưng hình, mà có nói gì mẹ không? Nói mẹ đừng có la ba nữa. À, hả, tội nghiệp ba. Ôi, đó hả? Rồi à. Bây giờ cái mức độ mà quánh lộn với cãi lộn nó có giảm đi rất nhiều không? Có chứ anh, em thấy giảm nhất có lần á là lúc em mới có bầu. Em nhờ anh chở em đi khám mà anh không chở. Em mới tức quá, ổng đang ngồi chơi game cầm nguyên cái quạt mini em chửi lên. Ông vừa phải chứ tôi nói tôi không cần ông vậy thôi chứ trong lòng tôi cần muốn chết rồi nè, mà ông không chở tôi đi là sao? Sắp sức mất cái tự nhiên từ đó tới giờ cái anh không có gọi là vô tâm nữa. Anh không có vô tâm dạ. Nữa đúng không? Tại vì hồi đó em cứ giận là ông không làm được này thôi thì để cho tôi tự làm. Bởi vì em mới thấy là sao mình dở quá, mình nói vậy chi, mình phải tỏ vẻ mình cần thì họ mới biết, họ quan tâm tới mình. Thì từ cái hôm đó trở sau như này là bắt đầu ảnh quan tâm hơn rồi. À, nhưng mà em rất là có duyên khi mà em nói được cái điều là, có nghĩa là em vừa quăng nhưng mà em nói thật được cái lòng của dạ, mình đúng đó rồi. Chứ còn thường á là nhiều khi người ta đang nóng giận á, cái tàu quăng người ta nói ông Tư đây về sau tôi không cần ông nữa ông ấy đó, đó. Thì nhiều khi câu chuyện đó là xoay ra một hướng khác, đúng không em? Chị hỏi em nè, lúc mà vợ em quăng cái quạt vô trong lưng em như vậy và nói cái điều là, nói cái câu mà vợ em vừa mới nói á, cái cảm xúc em lúc đó làm sao? Thì nhiều lúc em thấy em cũng vô tâm. Ừ, vô tâm. Có khi nào mà em thấy vợ em khóc thầm không? Nói chung là vợ em cũng hay khóc thầm. Hai chồng cãi nhau xong rồi, cái là cổ quay qua cổ khóc. Cổ khóc. Mà lúc đó em có nghĩ là khóc vì điều gì không? Chung vợ em thì lúc mới sinh em bé, nói chung cái giống như thần kinh cũng bị yếu á chị. Hay suy nghĩ nhiều lắm, với lại hay lo chuyện này chuyện kia rất là nhiều. Ủa em khóc thầm đó là những lúc mà sau khi gây lộn, hay là có những lúc nào mà tự dưng em ngồi á, như em rơi nước mắt, em nghĩ về một điều gì đó xong rồi em rơi nước mắt không? Có chứ chị. Phụ nữ mà ai mà chẳng có cái góc khuất của mình, đôi khi em cũng nghĩ em buồn. Nhưng mà sau khi nghĩ như vậy thì em nghĩ lại mình phải nhìn vô những cái mặt tốt của chồng mình. Để mà mình thương ảnh rồi mình thay đổi ảnh từ từ, chứ không lẽ bây giờ mình cứ nghĩ xấu, cứ nghĩ tồi tệ mình sẽ... Không phải, chị nói nghe nè. Dạ. Em phải nói chồng em mới hiểu. Chồng em không thể đoán ý em được. Cho nên chị nói là tại sao chị hỏi. Có những lúc tự dưng em suy nghĩ đến chuyện có thể chồng mình vô tâm với mình quá. Mình tự nhiên mình cảm thấy mình cô đơn ngay trong căn nhà của mình. Mình khóc. Và mình cứ khóc thầm một mình như vậy, cái tần suất nó có nhiều hay không? Thì hồi lúc em mới sanh em bé thì em khóc nhiều, nhưng mà bây giờ thì em không có còn như vậy nữa. Có còn khóc không? Có còn buồn không? Dạ không, tại vì em nghĩ bây giờ cuộc sống có nhiều thứ để lo lắm. Kinh tế rồi con cái, nếu mà mình cứ nhạy cảm như vậy thì mình chỉ tự làm khổ mình thôi. Nên em không có suy nghĩ như vậy nữa. Bây giờ em có cảm thấy em hạnh phúc trong cái cuộc sống hôn nhân của mình không? Có chứ chị. Hạnh phúc đúng không? Và có cảm thấy chồng mình thương mình không? Ảnh thương em chứ không phải là không thương. Nhưng mà cái cách thể hiện của ảnh chưa có khéo thôi. Chứ không có phải là ảnh không thương. Nếu mà không thương thì cũng chẳng có thể nào mà sống với nhau 5 năm mấy. Bây giờ chị cảm giác vậy nè. Tại vì tụi em quen nhau cũng rất là lâu rồi, 7 năm. Lấy nhau thì cũng là 5 năm hả? 5 năm hả? 5 năm. Cho nên tự dưng tụi em tạo thành một cái thói quen mà nó cứ lặp đi lặp lại như vậy hoài á. Lý do là vì sao tụi em quen nhau thì nhanh, rồi lấy nhau cũng nhanh, thành ra cái thời gian tụi em dành cho nhau để tận hưởng cuộc sống nó không có. Ở đây người ta nói những cái mà cao trào của cái cảm xúc á, ở cái chuyện vợ chồng tụi em nó không có. Thành ra bây giờ á, tụi em gần như đi vào một cái bước đường mòn trong cái hôn nhân, là nó cứ thói quen vậy đó. Cứ sáng dậy rồi trưa dậy rồi tối dậy, vậy. Rồi đâm ra là nhiều khi vợ cũng tự tạo cho mình một cái thói quen là tự khóc thầm. Khóc rồi thôi kệ rồi không nói nữa.
thôi mình cứ vậy, chấp nhận vậy, rồi chồng cũng vậy luôn. Đó thì chị nghĩ rằng tụi em phải thay đổi cái này. Tại vì sao, nếu như tụi em là 47 tuổi hay 57 tuổi rồi thì có thể thôi mình chấp nhận cái thói quen đó. Nhưng bây giờ tụi em chỉ mới có 27 thôi mà tụi em đã tự tạo cho cuộc sống hôn nhân của một thói quen vậy là hoàn toàn không tốt. Em là em không nói ra những cái nỗi buồn của em thôi, là bởi vì em không biết nói từ đâu, nói từ lúc nào, buồn cái gì đây. Mình cũng biết đó là cụ thể cái nỗi buồn là cái gì, nhưng mình chỉ biết là mình buồn. Mình cứ tự chạnh lòng, mình cứ tự tủi thân, mình cứ tự khóc thầm hoài. Em hiểu không? Cho nên bây giờ chị nghĩ vậy nè, có điều kiện á, thì tụi em nên thay đổi cái thói quen đó một chút. Một hôm nào đó mạnh dạn gửi mẹ con giùm con, đúng 2-3 ngày thôi cũng được. Tụi em đi tự tận hưởng cái cuộc sống của tụi em đi. Chị nói nghiêm túc đó. Thậm chí là đi rồi giận hờn gây lộn có vậy. Em nói hả anh ơi, giờ thôi mình đi chơi đi, chứ hồi trước rồi cưới xong có đi chăn mật, rồi giờ thôi mình đi dập mật đi cho nó vui, con cái mình gửi đi. Mà ông cứ nói bà rảnh mà suốt ngày bà cứ đi chỗ này chỗ kia thì đó chị mới nói suốt ngày vậy. Em phải lưu ý cái điều này, cái người phụ nữ đó, cái tuổi xuân của người ta qua rất nhanh, nó không phải như tụi em đâu. Tụi em á là 50 tuổi tụi em vẫn còn phong độ được, nhưng phụ nữ bắt đầu 50 á là hết rồi, hết phong độ nổi rồi, đúng không? Cho nên bây giờ bạn vợ đang ở cái thời điểm đẹp của người phụ nữ là từ 22 cho tới 34, 35 tuổi á. Em cố gắng á, em bù đắp cho vợ em đi. Tại vì cổ quá là thiệt thòi. Vậy, hứa đi, tận nghe, hưởng vậy, nghe. Hứa đồ đàng hoàng. Đứng lên đó, chồng hứa đi. Đó, hứa đi là cho kết luôn cái cách nhà đó. Đứng lên cho chồng hứa. Từ nay sẽ cho em nhiều cái tình cảm hơn. Lại giờ em thích làm sao thì anh chịu vậy. Bù đắp cái tuổi xuân cho vợ ha. Hay dắt không vợ đi chơi. Đúng không? Yeah. Rồi vợ cũng nói đi, vợ không có được khóc thầm nhiều nữa, không có được tủi thân nữa, đúng không? Có điều gì là em nghĩ từ bé có nhiều cái phải cố gắng rất là nhiều rồi, nên bây giờ hả có anh bên cạnh á, em hy vọng rằng là từ giờ cho đến sau này á, lúc nào anh cũng thương em. Có nhiều lúc em tỏ ra em bất cần vậy thôi, nhưng trong lòng em lúc nào em cũng muốn anh quan tâm em. Cái gì hả, anh nói những cái lời thô lỗ thì anh dịu dàng lại một chút xíu, chứ em đâu phải là người phụ nữ mà không để ý đến cảm xúc hay cảm giác của ai vậy đâu. Thì em chỉ cần anh làm điều đó đối với em vậy thôi. Còn hai với anh như vậy là quá tuyệt vời, em không có đòi hỏi thêm gì nữa. Hồi nãy chứng minh cho em thấy là phụ nữ người ta yêu bằng lỗ tai. Em vừa mới nói một cái câu nhẹ nhàng thôi là vợ em đã bật khóc rồi. Nói thêm câu nào thiệt hay cho tôi coi. Đi, rồi hung tại chỗ cho tôi nhanh lên. Trời nhanh ơi lên. Được cái hung tại chỗ xong xuôi là sao là ngày mai đi luôn nha. Đó. Ngày mai đi chơi nha. Anh yêu em. Đó. Đây cũng cảm xúc luôn.